Và tỷ lệ GDP toàn cầu là 6%, thay đổi trong khoảng từ 3 đến 1% khác nhau tùy mỗi nước. Ở Việt Nam thì 20 điều tra năm 2010 thì tỷ lệ GDP ở mọi lứa tuổi trên 40 là 4,2%, và tỷ lệ chung cho lứa tuổi trên 15 là 2,5%, trong đó nam cao hơn nữ do yếu tố tiếp xúc thuốc lá và thuốc lào. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hiện tượng xảy ra cấp tính biểu hiện bằng các triệu chứng hô hấp xấu đi so với tình trạng thường ngày, khiến người bệnh cần phải thay đổi và cách sử dụng thuốc. Ước tính khoảng trên 50% đợt cấp do nhiễm khuẩn, tuy nhiên có đến 30% trường hợp rất khó chẩn đoán, xác định Kính nguyên thưa nhân quý đợt thầy cấp. cô, đoàn chủ tọa, có lẽ À, nam chẩn thì đoán gặp đợt cấp nhiều chủ hơn yếu thì viện dựa cận vào lâm các sàng. thay đổi các triệu chứng lâm sàng. Do đó một xu hướng mà đang được quan tâm nhằm tìm ra các dấu ấn sinh học CRP và procalcitonin là chỉ điểm đáng tin cậy cho bệnh lý nhiễm trùng cũng như một công cụ hỗ trợ chẩn đoán đợt cấp. CRP là một cái nó được tổng hợp chủ yếu tại gan dưới tác dụng kích thích của các cytokine viêm như interleukin 6, interleukin 1 và IGF-alpha. CRP là một protein hình đĩa ngũ giác, trọng lượng phân tử khoảng 25.106 Dalton. Procalcitonin là một tiền chất hormone calcitonin được cấu tạo từ 116 axit amin. BCT được xét phân xuất chủ yếu tế bào sơ trong tuyến giáp. Đây là nồng độ của các cái biomarker trong cái bệnh lý nhiễm trùng. Mục tiêu của đề tài là xác định nồng độ CRP, BCT, huyết thanh ở bệnh nhân nam được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các yếu tố liên quan. Mục tiêu thứ hai là giá trị dự báo nhiễm khuẩn của nồng độ BCT, CRP. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu chúng tôi 67 bệnh nhân nam được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại khoa cấp cứu và khoa bệnh phổi bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018. Tiêu chuẩn chọn bệnh là bệnh nhân nam có hút thuốc lá, đủ tiêu chuẩn chẩn đoán được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo Gold 2016, trong vòng 24 giờ nhập viện có tiền sử chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã được xác định hô hấp ký FEV1 trên FVC dưới 0,7 trong 6 tháng trước khi nhập viện. Và tiêu chuẩn chẩn đoán được cấp bệnh phổi mãn tính theo Gold 2016, tiêu chuẩn chẩn đoán được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính Antonisen 1987. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn có ít nhất trong hai trong dấu hiệu sau: sốt trên 38 độ hoặc hạ thân nhiệt dưới 36 độ, nhịp tim nhanh trên 90 lần trên phút, tần số thở trên 20 lần trên phút, bạch cầu trên 12.000 và giảm dưới 4.000 mm khối, có dấu hiệu nhiễm khuẩn cấy máu hoặc nhiễm gram đờm. Về thiết kế nghiên cứu mô tả các ngang theo dõi dọc, cỡ mẫu nghiên cứu chúng tôi chọn là 67 bệnh nhân lấy mẫu thuận tiện, xử lý số liệu SPSS 2 phiên bản 20. Về kết quả nghiên cứu thì đặc điểm chung về tuổi trong nghiên cứu này, tuổi là 68,85 tuổi, FEV1 trung bình là 57,52%, BMI trung bình là 21,96, CRP trung bình là 46,8, BCT trung bình là 1,21. Về giai đoạn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trong nghiên cứu này giai đoạn 3 chiếm tỷ lệ 55,2%, giai đoạn 2 là 26,9%, giai đoạn 4 là 17,9%. Nghiên cứu của Robin thì cho thấy tỷ lệ giai đoạn 3 chiếm tỷ lệ 67%, giai đoạn 4 56% và có 18% ở giai đoạn 1. Về liên quan nồng độ BCT-CRP theo đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì CRP ở đợt cấp 1 chia hai tiếp, tiếp 1 là tiếp nặng và tiếp 2 là tiếp trung bình. CRP ở tiếp 1 là 55,49, cao hơn tiếp 2 là 37,29. BCT ở tiếp 1 là 1,82, 1,84, cao hơn tiếp 2 là 0,49, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu của Du và cho thấy là procalcitonin trung bình trong đợt cấp nặng là 1,34, đợt cấp nhẹ là 0,95. Nghiên cứu của Rican thì CRP ở nhóm đờm mũ là 38,7, ở nhóm đờm nhầy là 10,6. Liên quan nồng độ BCT-CRP trong giai đoạn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, CRP ở giai đoạn 4 thì 50,98, cao hơn giai đoạn 3 là 48,94, cao hơn giai đoạn 2 là 39,61. BCT ở giai đoạn 4 là 1,87, cao hơn giai đoạn 3 là 1,3, cao hơn giai đoạn 2 là 0,91. Nghiên cứu Halim thì procalcitonin ở nhóm bệnh nhân thở máy là 2,01,
024 ở bệnh nhân không thở máy là 1/2 số 2. Nghiên cứu Miliasi CRB ở gôn 2 là 9/34, ở gôn 3 là 27.74 và ở nhóm gôn 4 là 38.79. Ở các yếu tố liên quan nồng độ BCT CRB ở nhóm thuốc lá thì CRB ở nhóm thuốc hút trên 20 gói năm 52.97, cao hơn nhóm mà dưới 20 gói năm là 31.21. BCT ở nhóm trên 20 gói năm là 1.24, cao hơn nhóm dưới 20 gói năm là 1.09. Thì điều này cho nói tác động của kích thích khối thuốc lá là thu hút các tế bào viêm đến phổi, làm tăng các cái phản ứng viêm. Hút thuốc lá cũng kích thích tế bào viêm, giải phóng các cái ELATA, một enzyme phá vỡ các sợi chung trong nhu mô phổi. Yếu tố liên quan BCT CRB với kết quả cấy đàm thì CRB ở nhóm cấy đàm dương tính là trong nghiên cứu này là 66.33, cao hơn nhóm cấy đàm âm tính là 28.94. BCT ở nhóm cấy đàm dương tính là 2.31, cao hơn nhóm cấy đàm âm tính là 0.192. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu Kuzu và nghiên cứu Ganligo cũng cho kết quả tương tự. Tương quan của CRB với số lượng bạch cầu thì nhận xét nồng độ CRB tương quan thuận với số lượng bạch cầu mỗi ngội vi ở số tương quan R0.31, B nhóm 0.05, hàm tương quan Y bằng 13.78 cộng 2.35X. Nghiên cứu Miliasi và Brican thì cho thấy nồng độ CRB tương quan thuận với số lượng bạch cầu. Về tương quan giữa procalcitonin với số lượng bạch cầu, nặng xét thì nồng độ procalcitonin và số lượng bạch cầu có tương quan thuận, mức độ thấp, B nhóm 0.05, ở số tương quan R0.31, hàm tương quan Y bằng 0.016X cộng 0.98. Nghiên cứu Dobin và nghiên cứu Taxi thì cho cũng kết quả tương tự. Điểm kết của BCT-CRB trong dự báo nhiễm khuẩn được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong nghiên cứu này, CRB là tại cái điểm kết là 40.5 với độ nhạy là 71.9 và độ đặc hiệu là 94.3. BCT tại điểm kết 0.197 với độ nhạy là 78.1 và độ đặc hiệu là 80%. Nghiên cứu của Bantorit và điểm kết BCT trong nhiễm khuẩn là 0.155 microgram lít với độ nhạy là 93.3%, độ đặc hiệu là 60%. Nghiên cứu của Ben thì điểm kết trong nhiễm khuẩn CRB là 19.65 với độ nhạy là 78.18% và độ đặc hiệu là 84%, AUC 0.891. Đây là biểu đồ đường cong róc trong dự báo nhiễm khuẩn được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì đó đường màu xanh là BCT, màu đỏ là CRB và số lượng bạch cầu. Điểm kết của CRB BCT trong tương lượng mức độ được cấp theo Antonisin. BCT tại điểm kết trong tương lượng được cấp theo Antonisin là 0.142 với độ nhạy là 65.7, độ đặc hiệu là 96.8. CRB tại điểm kết là 43.5 với độ nhạy 50% và độ đặc hiệu 89.7%. Nghiên cứu Halim chọn điểm kết BC trong tiên lượng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính còn thở máy là 1.495 nanogram trên ml với độ nhạy 85%, độ đặc hiệu 78%, AUC 0.891. Nghiên cứu Ganligo CRB trên 100mg trên lít thì phải nhập hồi sức tích cực. Đây là biểu đồ đường cong róc trong tiên lượng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì màu xanh là BCT, procalcitonin, màu vàng là CRB và số lượng bạch cầu. Kết luận và kiến nghị. Qua nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu chúng tôi có một số nhận xét như sau. Nồng độ procalcitonin CRB lần lượt là 46.8, 1.21. Nồng độ CRB có liên quan với tiền sử dụng thuốc lá, mức độ được cấp nặng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, số lượng bạch cầu và kết quả cấy đàm. Nồng độ BCT có liên quan với mức độ được cấp nặng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, so với số lượng bạch cầu và kết quả cấy đàm. Điểm kết BCT trong dự báo nhiễm khuẩn được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là 40.5 với độ nhạy 71.9%, độ đặc hiệu là 94.3%, AUC 0.818. Trong tiên lượng mức độ nặng được cấp là 43.5
với độ nhạy 50%, độ đặc hiệu 89%, AOC là 0,689. Nhiễm các B cho trong dự báo nhiễm khuẩn của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là 0,197 với độ nhạy là 78%, độ đặc hiệu 80%, AOC 0,757 trong tiên lượng mức độ nặng đợt cấp là 0,142 với độ nhạy là 65%, độ đặc hiệu 96%, AOC 0,778. Về kiến nghị thì qua nghiên cứu này chúng tôi có một số kiến nghị. Một là sử dụng CRBCT như một chỉ tiêu dự đoán đánh giá nhiễm khuẩn trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và điều trị kháng sinh hợp lý trong thực hành lâm sàng. Còn phải phân tích các yếu tố để dự báo nhiễm khuẩn, trong đó biến số đợt cấp, nồng độ BCT, CRP tăng có giá trị xác định nhiễm khuẩn và trong đợt cấp. Và trình bày chúng tôi hết. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, anh chị đồng nghiệp.